Từ hôm nay 1 tháng 3, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an sẽ cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên. Trung tá Nguyễn Ngọc Tùng, đội trưởng đội quản lý xuất nhập cảnh, phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày đầu cấp hộ chiếu gắn chip điện tử, ghi nhận có lượng người dân đến làm thủ tục tương đối đông. Theo đó, các phương án đã được phòng quản lý xuất nhập cảnh chuẩn bị từ trước, từ trang thiết bị, cơ sở vật chất. Cùng với đó, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã tập huấn cho cán bộ chiến sĩ thực hiện các quy trình, các bước thực hiện cấp hộ chiếu gắn chip điện tử. Theo ghi nhận tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội, số lượng người dân tới đăng ký cấp hộ chiếu gắn chip ít hơn lượng người xin cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip. Trong khoảng 1 giờ làm thủ tục tại đây có khoảng hơn 20 người xin cấp hộ chiếu mới gắn chip. Các thủ tục được cán bộ xuất nhập cảnh hỗ trợ từng bước để công dân nhanh chóng thực hiện các bước bổ sung hồ sơ, lấy dấu vân tay. Như ông Ngô Văn Thông, trú tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết, lựa chọn hình thức hộ chiếu gắn chip điện tử để dữ liệu cá nhân được bảo mật và sau này liên thông thêm nhiều giấy tờ tùy thân khác cùng với căn cước công dân. Quá trình làm thủ tục cấp hộ chiếu gắn chip, ông Thông và nhiều người dân khác được tạo điều kiện tối đa để hoàn thành sớm các bước, trong đó có bước lấy dấu vân tay. Sáng cùng ngày, tại điểm cấp hộ chiếu của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an số 4446 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, có lượng người dân tới làm hộ chiếu gắn chip cũng tương đối đông. Khi người dân đến làm thủ tục được tạo điều kiện thuận lợi trong việc hoàn thiện hồ sơ xin cấp hộ chiếu.